Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình Chopit Martinet, một dòng xe đạp địa hình được sử dụng bộ đề chuyển động Shimano DUG 10 lít 3 đĩa, bánh bánh 26 inch, bánh bánh 26 inch khung nhôm, và toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng nguyên bản hết. Một cái model mà cũng rất là quen thuộc với các bác mà xem kênh em lâu. Đấy, em về cái hàng này rất là nhiều và được rất nhiều bác ưa chuộng. Là một chiếc xe mà đúng nghĩa ngon bổ rẻ. Thì em chỉ chiếc xe này được bán với em mức giá chỉ còn là 8,5 triệu, và đổi lại thì các bác đã được một bộ cấu hình, đó là Shimano DUG 10 lít và 3 đĩa. Cấu hình rất là ngon, đùi đĩa trục rỗng, rồi cụm phanh dầu, phanh dầu Magura, một cái bộ phanh dầu của Ý và rất là tốt trên thị trường. Cây bấm xả DUG, và ngoài ra thì có một cái khóa trình giảm sóc ở trên tay lái này, rất là tiện lợi. Đồ DUG rất là ngon, trên cái tầm giá thì cũng là 8,5 triệu. Đùi trục rỗng, khung nhôm sử dụng bộ nhôm 6061, loại nhôm rất là bền, chịu cường độ cao và chống bầu mòn rất là tốt. Đây, tông màu vàng, hôm nay về một chiếc xe tông màu vàng phá đen rất là thể thao. Thì ngoài ra thì tại cửa hàng còn màu chiếc xe màu đỏ nữa, thì nếu các bác quan tâm đến chiếc xe màu đỏ thì các bác có thể nhắn Zalo, số điện thoại em để bên dưới màn hình để em gửi chi tiết màu đỏ, chiếc xe màu đỏ cho các bác xem. DUG Mayu Joytech, vành bánh là 26 inch, vành bánh lốp là nguyên zin luôn các bác nhé, nguyên zin nguyên bản. Heo dầu cũng là Magura. Bộ giảm sóc dầu thủy lực và giảm sóc này cũng là nguyên zin luôn, theo xe luôn các bác nhé. Toàn bộ là đồ đạc là nguyên zin hết, chỉ có cái yên này là sụp cũ, người đã thay một cái yên dày hơn thì các bác đi cho nó êm. Còn toàn bộ là nguyên zin hết. Giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông, chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60-61 đến 70-71, đi là phù hợp. Bộ chuyển động Shimano DUG 10 lít và 3 đĩa. Một bộ chuyển động mà rất là cao cấp của dòng Shimano, và được rất nhiều các bác chơi xe cũng biết đến cái dòng này. Rất là ngon của dòng Shimano địa hình. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.